Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em làm một cái clip chi tiết hình ảnh cụ thể của con Amly 9090DB lòng vàng xịn sò cho gửi cho bác khách ở Đắk Lắk nhé. Đây là một con Amly thứ hai ngày hôm qua về một con, hôm nay một con nào cũng tuyệt đẹp. Con riêng con hôm nay thì không có cái tem treo ở đây thôi, không có khác gì anh em nhé. Đây, đối với lòng vàng thì những con này phải tuyển phải gọi là xuất sắc cho anh em chơi. Hàng đắt nha, quay hàng thường. Rồi em cũng đi sơ lược nhanh tại vì nó mới làm ngày hôm qua, hôm nay là làm tiếp một con cho anh em xem nhé. Đây, con này độ mới kinh khủng anh em. Đây, quá mới luôn. Đó, anh em xem này, tuyệt vời anh em nhé. Đó, vàng ghế luôn. Anh em lưu ý hôm qua con có chữ đây, hôm nay không có chữ nè. Em còn nhớ được cái chi tiết đây nè. Mặt rất là sạch, là đẹp cực kỳ luôn nhé. Quá rồi, đẹp khủng khiếp ha. Đó anh em nhé. Rồi, để em kéo phía sau lưng nha. Đây, anh em chân rất cắm này. Mới kinh khủng nha, mới rồi luôn. Đây, con series hôm qua nó có series 92, con này series là 030 nhé. Hai con khác nhau nha. Để anh em nói con làm hoài chết luôn. Đấy, khác nữa nè. Đây anh em tiếp nhé. Máy đẹp xuất sắc. Chân ngân tay là người xì hết nhé. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, con này cũng đa cầu điện nha, 435W nha. Thì cái chân gài của hôm qua là màu xám đỏ, hôm nay là trắng đỏ nha, ba cầu ABC anh em nhé. Sử dụng 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ nha. Đó, tuyệt vời thôi nè, quá tuyệt vời. Cái con này là hàng đẹp không. Đấy, anh em nào nhu cầu thì đặt hàng em nhé. Những con này là con hàng đặt, cần chi phải quảng cáo eBay để biết cho nên anh em nha. Miễn hàng đẹp xuất sắc đẹp keng là được rồi, khỏi eBay gì cả. Đối với em là hàng về là phải đẹp, giờ eBay về nó xấu quắc cũng đâu có làm được gì đâu. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời. Đây là con máy của bác nha. Đây, em mở đèn nha. Rồi đây là đóng ha. Nhìn toàn là những cái bóng riêng, nó còn đẹp đều, rất là đều luôn, rất là đẹp đều. Đây là hộp gỗ riêng của nó luôn này. Chân cẳng móc chạm mát đầu đầy đủ hết em nhé. Hộp bác cũng đẹp, con này quá đẹp, con qua cũng quá đẹp. Đấy, con này của bác khách ở Đắk Lắk nha. Đà Nẵng, em xin lỗi, thành phố Đà Nẵng. Chung với đôi cặp loa tai nồi Andy Bird R-Dub nha. Cặp dây loa Van der Hill Magnum MK2. Tuyệt vời. Con này hoạt động hảo rồi. Bây giờ em không có test lại anh em nhé. Em chỉ test cái quay cho anh em xem và cho bác khách xem luôn. Con này nó đẹp với mức nào nha. Con này quá đẹp. Ốc ác như mới, bóng lử. Em thấy không? Độ bóng bẫy của những con ốc nó còn quá đẹp nhá. Đây, rồi nha bác khách ha. Đây hàng của bác nha. Rồi thì ngày mai em sẽ đóng gói và gửi xe, chành xe cho bác luôn, là bác nhận sớm nhá. Rồi tới đây em xin kết thúc clip trước về con Samsung 9090DB của bác nha, rất đẹp luôn. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều.